Hello anh em, mình bây giờ đi về nha, thu đồ nha. Hôm nay đây sản phẩm đây, được đúng một con rô phi. Ôi trời ơi, nó chắc là khoảng 5 lạng quá. Con rô phi 5 lạng này mình tính ra ở đây. Hôm nay mình bị lỗ mất một cái ngũ rồi anh em nhé. Đây, mang đi hai ngũ, mang đi hai ngũ, lỗ mất một ngũ rồi. Nó mất một ngũ mới cứng 90.000 và vẫn một cái phao câu ngày câu đêm 60.000. Thế nó mất 150.000. Mãi mà chờ mãi để cho nó nổi lên xem ở đâu mà không thấy. Tôi dòng cá bị nổ nha anh em nhé. Hôm nay thực sự là đi câu quá chi là đen luôn. Nói không biết là có anh em nào tin không, mình có hai cuộc điện thoại gọi đến thì cả hai lần bốc máy lên nghe thì phao đều tụt mất hình luôn. Mình bị thụt phao cũng khá nhiều và hôm nay câu rất chi là đen, không được cá móm rồi. Thôi thành câu lục lâu lắm rồi cũng móm. Hôm nay mình tính sơ sơ anh em nghe, con rô phi này 100.000 tiền mồi, 150.000 tiền hồ câu là 250.000. 250.000 mấy cả 90.000 cái phao, 90.000 cái ngũ, mấy cả 60.000 cái phao nữa là mất 150 cộng 150 bằng 300 là hết 400.000 anh em. 400.000 con cá rô phi này nhé. Con cá rô phi 5 lạng là trị giá 400.000 anh em nhá. Quá chi là đắt luôn. Hồ này thì người ta chỉ cho câu lục thôi anh em ạ. À, thôi. À, thôi thì lâu lâu thì cũng móm một hôm cũng được. Nhưng mà hôm nay thì nếu mà mình câu tốt đấy thì không nghĩ chắc là ít phải được đôi chú đấy. Chanh mang đi để sát muối này anh em. Rồi, thôi. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở các cái clip sau vậy. À, nếu mà không có gì thay đổi thì chủ nhật mình lại đi câu. Thì chủ nhật hẹn anh em. Rồi, bây giờ mình thu đồ đi về. Hôm nay chính thức là móm nhé. À, được con cá rô phi trị giá 400.000 nhé. À, đây là tính nguyên tiền đi câu, mấy cả tiền mồi, các thứ, tiền đồ bị mất. Mình dòng con cá đấy cũng nôm na là cũng khá chi là to đấy. Đang dòng thì nó bị nổ mất khoảng tầm 15 mét cước. Mình dình mãi mà phao nó không nổi lên, không biết là nó đi đâu mất rồi. Rồi, ok, hẹn gặp lại anh em vào chủ nhật. Hẹn clip sau thì có những cái nếu mà được cá thì phê hơn. Hôm nay nó bây giờ được con rô phi mấy cả cái lúc nổ kia thì mình cũng không quay, bởi vì con kia con cá lúc mà đóng ấy thì nó cũng chả có thời gian mà quay. Con rô phi thì cũng 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 thế, tại vì có một mình mà anh em này. Rồi tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở các cái clip sau anh em nhé.